quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em xin gửi tới mọi người lời chúc luôn luôn mạnh khỏe, an vui. Và mọi người nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài hoặc đến chỗ đông người, cùng với rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc cồn rửa tay mọi người nhé, để cùng nhau phòng chống dịch Covid-19. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một video ngắn giới thiệu sơ qua về nguyên lý cấu tạo hoạt động của dàn lạnh điều hòa ô tô. Phần mở đầu, em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về cấu tạo của dàn lạnh ô tô. Lạnh điều hòa ô tô hay còn gọi là bộ bốc hơi được cấu tạo bằng một ống kim loại dài uốn cong, chữ chi xuyên qua vô số các lá mỏng hút nhiệt. Các lá mỏng hút nhiệt được bám sát tiếp xúc hoàn toàn quanh ống dẫn, môi chất lạnh hay còn có tên gọi khác là ga lạnh điều hòa ô tô. Cửa vào của môi chất được bên dưới và cửa ra được sắp xếp ở phía trên dàn lạnh. Thiết kế này sẽ giúp cho dàn lạnh điều hòa ô tô có được diện tích hấp thụ nhiệt tối đa trong lúc thể tích của nó được thu gọn tối thiểu. Kế của hệ thống điều hòa ô tô thì dàn lạnh ô tô được thiết kế dưới bảng đồng hồ táp lô cùng với một quạt lồng sóc hay còn gọi là quạt dàn lạnh thổi không khí xuyên qua. Bộ này đưa hơi nước vào trong cabin để làm mát ô tô. Nguyên lý hoạt động của dàn lạnh điều hòa ô tô: trong khi vận hành, bên trong dàn lạnh xảy ra hiện tượng sôi và bốc hơi của ga điều hòa. Nhờ vào sự vận hành và hoạt động của quạt gió dàn lạnh sẽ thổi luồng không khí qua dàn lạnh. Khối khí này được làm mát và đưa vào trong xe thông qua các cửa chia gió. Từ đó, xe sẽ được làm mát cho một luồng không khí dễ chịu cho người ngồi trong xe. Có một số yếu tố sẽ tác động đến năng suất làm việc của dàn lạnh. Một là đường kính chiều dài của ống dẫn ga, hay người ta còn gọi là tuyô điều hòa. Hai là về số lượng kích thước các lan của dàn lạnh. Thứ ba là số lượng các lan trong dàn lạnh thay thế so với dàn lạnh theo xe. Thứ tư là khối lượng không khí ga thổi qua dàn lạnh. Thứ năm là tốc độ chỉnh quạt gió. Qua đoạn video ngắn trên, chia sẻ những thông tin cấu tạo cũng như hoạt động của dàn lạnh điều hòa ô tô, em hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin hữu ích nào đó. Các bác kỹ sư học, giáo sư học, chuyên gia về ô tô xin đừng gạch đá em. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.